Mình sẽ quay cho anh em xem về cái cảnh thu hoạch ké nha anh em. Đó, anh em quan sát trên camera là mình đang quay bên ghe đánh bắt, họ sẽ kéo qua ghe thu mua của bên mình tiến hành bảo quản ké. Thì đây là cái phương pháp bảo quản ké sạch và chất lượng nha anh em. Đó, ở đây cái hầm này mình muối gần đầy cho nên là mấy anh em sẽ ra là không có xẻ vào trong hầm, mình sẽ thẳng ở trên khoang cho anh em mình là sẽ chia một ít vào trong cái hầm sắp đầy này, còn một ít nữa là mình chuyển qua hầm khác. Ở đây mình bảo quản ké bằng phương pháp sạch và chất lượng nhất nha anh em ơi. Đó, anh em tiến hành muối ké. Ở đây mình vừa muối và vừa rộng nước vào nha anh em ơi. Mình muối bằng muối này gọi là muối nước chứ không phải là muối khô nha anh em. Đó, có một bạn châm cái dồi nước mặn vào ở trong ké. Tất cả các cái con ké mà đánh bắt thì anh em đều muối bằng phương pháp này hết. Chúng ta muối bằng phương pháp muối nước, phải sử dụng nước mặn nha anh em thì con ké nó mới đẹp được. Đây mình muối hoàn toàn bằng phương pháp sạch và chất lượng, không phân thuốc. Đó, ở các hầm đầy á thì anh em sử dụng một nắp mút là tủ lại, rồi sau đó khi mà muối xong hết mọi thứ, muối xong cái lượng ké đánh bắt á thì anh em sẽ dỡ nắp hầm ra và kiểm tra châm đá mặt lại một lần cuối cùng, rồi sau đó chúng ta mới tiến hành chở ké vô bờ. Thì bữa nay mình sẽ quay cái cảnh anh em muối ké, bảo quản ké cho anh em xem. Kia có một cái vợt ké đang xẻ qua lại bên ghe thu mua. Đó, này là ké nục nha anh em ơi, ké nục cái size tầm 14-15 con ký. Đó, ở những cái hầm mà mình đã bắt đầu muối cái hầm tiếp theo á thì anh em sẽ trực tiếp thẳng vào trong hầm luôn, nhưng mà anh em sẽ không có hết, bởi vì khi xẻ là anh em phải ngưng để cho những anh em khác thì họ châm đá vào để giữ cái chất lượng của con ké, sau đó chúng ta mới cho thêm cái lượng ké vào ở trong hầm nữa. Đó, ké vừa vào trong hầm thì đá vừa châm xuống. Đây là bảo quản ké bằng cái phương pháp mà an toàn và chất lượng nhất luôn. Đó, khi mà một cái lượng ké vào trong hầm thì anh em châm đá rồi tiếp tục cho một cái lượng ké tiếp theo nữa. Ở đây mình sẽ bằng một cái vợt mà bằng lưới trũ mùng á, nhưng mà mình sử dụng cái loại trũ loại dày và mặt lớn. Thì ở đây nó được một cái là ví dụ như ké mà có lộn sứa hay là ké mà có cái nước máu của ké thì nó sẽ được sàng lọc qua phía bên ngoài, cho nên là cái chất lượng của con ké nó sẽ đẹp hơn so với những anh em mà xẻ bằng một cái miếng bạc. Một miếng bạc thì chúng ta khi xẻ qua thì nó sẽ kèm theo cái lượng nước máu của con ké cộng thêm cái lượng sứa, thì cái chất lượng của con ké nó sẽ không đẹp bằng mình xẻ bằng cái đục trũ như thế này, bằng một cái đẩy mình may bằng lưới trũ đó. Tuy nhiên thì một số anh em làm nghề thì có những cái phương pháp sẽ ké qua khác nhau. Thì ở đây mình nói cái phương pháp của mình cho anh em đang xem trên video xem và hiểu. Còn những anh em khác thì họ thấy phương pháp nào tiện thì họ làm thôi.
cái hầm cá được anh em bảo quản là chớ một cái lớp đá thật là dày. Và sau đó khi mà bảo quản xong cái hầm này á, thì tất cả các hầm cá này được anh em sẽ dỡ ra và sắp xếp châm nước vào và thêm một cái lượng đá thật dày. Nếu như mà chúng ta chạy ở cái đoạn đường xa, quãng đường xa, ví dụ như những cái bữa mình đánh bắt từ vùng dưới ngoài khơi của đảo Cuối thì chúng ta đi khoảng cỡ 5-6 tiếng hoặc là 7-8 tiếng thì chúng ta sẽ dỡ hầm ra và kiểm tra một lần cuối nữa. Bởi vì chúng ta kiểm tra thử bạc nó có lủng hay không, rồi đá nó có vừa đủ chưa. Bởi vì trong quá trình muối cá thì chúng ta lô đá xuống với cái tốc độ rất là nhanh, cho nên là đá nó cũng rất là bén, cho nên sợ khi nó tán vào trong những cái thành bạc đó, nó sẽ làm lủng bạc nha anh em. Thì đây là vấn đề lưu ý của một số anh em làm ngờ hay lưu ý những cái chuyện này thôi. Còn anh em xem video thì biết rằng là cái phương pháp muối cá của anh em làm biển của mình là như vậy đó. Tiếp tục cái lượng cá sẽ qua nha anh em ơi. Thì mỗi cái lượng cá sẽ qua này nó còn thầm những cái vợt nhiều thì nó 4-5 tạ, những cái vợt ít thì nó tầm khoảng 3 tạ nha anh em. Chứ còn 2 tạ thì không có, nó 2 tạ là những cái vợt cuối cùng nó mới 2 tạ. Đó, anh em làm liên tiếp hết hầm này thì anh em muối qua cái hầm khác. Thì đa phần những cái video mình quay về thu hoạch cá thì anh em thấy hai chiếc ghe cặp cùng với những anh em bảo quản thì cái hoạt cảnh nó giống nhau. Nhưng thật ra thì mình quay những cái góc quay, những cái cảnh khác nhau hết nha anh em. Vì những cái video ở trên YouTube thì mình không có thể lấy sử dụng để đăng đi đăng lại, nó sẽ bị vi phạm chính sách của YouTube á. Cho nên là với lợi mình đi đánh bắt này thì những cái cảnh mà sinh hoạt hay những cảnh mà thu hoạch cá thì nó có liên tục, cho nên là mình không có cần gì phải sử dụng những cái nguồn video cũ. Cho nên là bữa nào thu hoạch cá thì mình làm xuyên thì mình quay lại cho anh em. Chứ thật ra 2-3 bữa thì hoặc là có lúc thì cái cảnh này nó có liên tục, bữa nay quay rồi thì cái ngày mai cũng có những cái thước phim quay lại cái cảnh thu hoạch nữa, nhưng mà mình không đăng liên tục cho anh em xem. Thì mình chèn theo một video đánh bắt, rồi một video về sinh hoạt, rồi một video về câu cá, rồi sau đó mình sẽ quay lại những cái video về thu hoạch cá, rồi mình sẽ quay những cái video về những tàu thuyền ở các địa phương khác cho anh em xem chơi. Bây giờ anh em đang chờ cái vật cá tiếp theo, anh em đang chuẩn bị sẵn sàng. Đó, vật cá được xả qua. Đó, lượng cá được xả qua đó anh em. Như cái lượng cá qua này khoảng tầm hơn 3 tạ. Vì vậy thôi, chứ cái lượng cá chỉ xuống ghe nó đã một tạ mấy cá rồi, còn cái lượng cá ở trên ghe thì vài bè thau thì một tạ mấy nữa. Ở đây mình độ cái lượng cá nó cũng gần như là sắp xỉ chính xác nha anh em. Bởi vì cái ngày nào mình cũng tiếp xúc với cái công việc này hàng ngày rồi, cho nên nó không còn xe lạ nữa. Thì sự trên là mỗi lúc độ thì nó rơi vào khoảng tầm vài chục ký thôi chứ không nhiều. Đó, anh em xem cảnh thu hoạch cá anh em ơi. Đó, hình như cái lượng cá nãy giờ là nó cũng hết rồi hay sao á. Anh em lấy thâu qua đông một số cái lượng cá còn ít lại ở trong lưới. Thì cái đây là thước phim ở chính giữa mình quay giờ cuối. Còn nãy giờ anh em muối gần 10 hầm cá nè. Gần 10 hầm cá là lượng cá gần 10 tấn rồi anh em. Hầm của mình thì muối mỗi hầm gần 1 tấn. Ở những cái đoạn đường xa thì mình muối khoảng cỡ 8 tạ, những đoạn đường gần thì mình muối 8-9 tạ đến 1 tấn cá. Bây giờ anh em tiến hành dầu rửa và dọn dẹp ghe.